Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Thưa quý vị và các bạn, thì sau một thời gian rất dài kể từ khi ra mẫu xe mới, vừa là nhập khẩu vừa là lắp ráp tại thị trường Việt Nam, thì Toyota Fortuner đã chính thức được chiết khấu cũng như khuyến mại và giảm giá. Vậy thì cái chương trình giảm giá khuyến mại thì cụ thể ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem clip sau đây. Hiện tại thì Toyota Fortuner đang được bày bán tại thị trường Việt Nam có tới 5 phiên bản, bao gồm có 2 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu. Ở trong phiên bản máy xăng thì có phiên bản máy xăng số tự động 1 cầu và phiên bản máy xăng số tự động 2 cầu. Phiên bản máy xăng số tự động 2 cầu thì thậm chí phải đến tháng 10 hoặc tháng 11 mới về đến Việt Nam. Và phiên bản máy xăng 1 cầu đang được chào bán tại thị trường Việt Nam có giá là 1 tỷ 150 triệu so với cho các phiên bản có các màu sắc khác nhau. Còn phiên bản màu trắng thì sẽ được tăng thêm là 8 triệu. Và phiên bản máy dầu đang được bày bán tại thị trường Việt Nam có tới 3 mẫu xe, bao gồm có phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 354 triệu. Phiên bản máy dầu số tự động 1 cầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 094 triệu cho các phiên bản các màu khác nhau, và các màu trắng thì sẽ automatic cộng thêm 8 triệu nữa. Phiên bản số sàn thì được niêm yết với mức giá là 1 tỷ 033 triệu cho các màu, còn màu trắng thì được cộng thêm 8 triệu nữa. Cùng với đó thì chúng tôi có thể chia sẻ đến quý vị các bạn hàng loạt những cái chương trình khuyến mãi giảm giá của các đại lý trong hệ thống Toyota Việt Nam. Ví dụ như các dòng xe Toyota Fortuner máy dầu này thì đang được chào bán cũng như đang được niêm yết với mức giá giống như mức giá của Toyota Việt Nam công bố. Nhưng khi quý các bạn đến trực tiếp các đại lý thì sẽ có những chính sách hỗ trợ giá là khác nhau. Nếu như quý các bạn đang mong muốn tìm hiểu sở hữu một chiếc xe Toyota Fortuner thì phiên bản máy dầu đang được chào bán với cái mức giá khuyến mại là khủng khiếp nhất, bao gồm có phiên bản Toyota máy dầu 1 cầu và phiên bản Toyota Fortuner máy dầu số sàn 1 cầu. Và hiện tại thì các đại lý đang có chính sách hỗ trợ phụ kiện, ví dụ như tặng dán phim cách nhiệt chính hãng, rồi tặng trải sàn simi cao cấp. Các bạn có thể thậm chí được tặng cái camera hành trình đấy. Và cái giá trị phụ kiện đấy thì nó cũng có thể lên đến khoảng tầm ít nhất là dao động khoảng tầm 10 đến 20 triệu. Bên cạnh đó thì Toyota Fortuner máy dầu, đặc biệt là phiên bản 1 cầu và phiên bản 1 cầu số sàn, thì còn được các đại lý sẽ hỗ trợ tiền mặt, thì có thể dao động từ 20 đến 45 triệu tùy theo từng phiên bản. Và nếu quý các bạn có nhu cầu sở hữu xe thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Và hiện tại các bạn là nhân viên bán hàng có thể tư vấn cho quý vị và các bạn một cách sát sao nhất đến thị trường, cũng như là có thể tư vấn cho quý vị và các bạn làm thế nào để sở hữu một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu với chi phí là thấp nhất. Hiện tại thì công ty tài chính cũng như các ngân hàng thương mại cũng đang có chính sách hỗ trợ trả góp cho các dòng xe Toyota Fortuner dao động từ 70 đến 90%. Như vậy quý các bạn nếu có nhu cầu sở hữu các dòng xe Toyota Fortuner phục vụ mục đích cho gia đình đi, cho doanh nghiệp, chở cán bộ công nhân viên cũng như chở sếp, hoặc cho các doanh nghiệp để phục vụ mục đích kinh doanh vận tải, thì đây là thời điểm mà quý vị các bạn có thể sở hữu xe là rẻ nhất so với các thời kỳ trước kia. Và hiện tại thì các ngân hàng cũng đang có chính sách hỗ trợ trả góp dao động từ 5 đến 7 năm, tức là thời gian vay rất là dài, dao động khoảng tầm từ 60 đến 84 tháng. Như vậy tính ra cái chi phí ban đầu của quý vị các bạn có thể chi trả cho mỗi dòng xe này thì rất là ít, tương đương với khoảng tầm từ 200 đến 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe Toyota Fortuner này rồi. Thời hạn trả góp dài như thế, nó dao động từ 60 đến 84 tháng, thì chi phí hàng tháng của các bạn bỏ ra có thể rất ít, nó dao động từ khoảng tầm 7 triệu đến 9 triệu thôi.
Thưa quý vị các bạn, thì nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe Toyota Fortuner thì hãy vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thật nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.